101 câu chuyện. Ô, xin chào các em, chị đã quay trở lại rồi đây. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi miếng nhú thích cơ nền tiên bớm này nha. Wow, nhưng mà có điều vừa lạ là vừa là tiên bớm vừa là tiên cá luôn. Wow, nhà rất còn rất là ngộ nghĩnh đúng không? Ở trên đây thì là cánh bớm nè, là tiên bớm, mà ở dưới thì lại có cái đuôi cá. Vậy là cuối cùng là chị không biết là tiên bớm hay tiên cá luôn, nhưng mà nói chung là rất đáng yêu hen. Đó, cái miếng thích cơ này thì chỉ có giá là 5.000 thôi, quá rẻ đúng không nè. Còn có chanh cho chúng ta tô màu nữa. Wow, rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta còn chơi chơi gì nữa, hãy mau vui ra và chúng ta bắt đầu đến với câu chuyện của ba nàng tiên cá này nào. Đây, ba nàng tiên bớm này là chơi chung với nhau, nhưng nàng tiên bớm xanh lá cây này là một người rất là tài giỏi luôn, và phép thuật thì lúc nào cũng hơn hẳn hai cô này, nhưng mà đặc biệt là cô này sẽ thân với cô này hơn. Mấy em muốn biết lý do thì hãy mau theo dõi câu chuyện của chúng ta nè. Đó, chị sẽ để một nhánh cây như thế này thôi, và bây giờ mình sẽ treo đồ lên nha. Mình sẽ giống một bộ đồ đẹp nhất. Chị sẽ giống bộ đồ này đi. À, bộ đồ này là rất là xinh nha. Bộ đồ này là của nàng tiên bướm xanh lá cây, làm quà tặng cho nàng tiên bướm hồng á. Cho nên là chị sẽ không treo lên, chị chỉ treo hai bộ này thôi. Tiếp tặng ba bộ luôn nè, xinh chưa? Đó, xong rồi, ba bộ này á là để dành cho ba cô nàng của chúng ta để mặc tham dự trong buổi tiệc sinh nhật nha. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái bàn to, và cái bàn này rất là nhỏ, không thể để đồ ăn lên được nhiều, cho nên là chị sẽ vẽ một cái bàn để làm buổi tiệc sinh nhật thôi. Đó, mình sẽ trang trí cho cái bàn nó thêm xịn sò nha. Xong rồi, bây giờ thì mình sẽ lột thức ăn ra. Đó, chúng ta có quá trời bánh luôn nè, bánh kem rồi bánh mì nữa. Tha hồ cho buổi tiệc sinh nhật của anh Tráng này luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ dán thức ăn vô như thế này. Mình sẽ dán bánh kem ở giữa đi. Quá trời bánh kem luôn. Một buổi tiệc thật là đã. Mình còn nhiều thức ăn ghê luôn nha. À, còn có trái cherry nữa nè. Tiếp theo sẽ là ly nước. Đây, trên cái ly này sẽ có một cắm một cái cành bông hồng nữa. Dễ thương chưa? Cái đèn cái bên chị sẽ dán lên. Xong rồi. Đây, mọi thứ mình đã chuẩn bị xong hết cho tiên bướm hồng rồi. Mong là đây sẽ là một bất ngờ, là khiến cái nàng tiên bướm hồng của chúng ta sẽ vui vẻ. Còn bây giờ thì mình sẽ phải đi thay đồ thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Đây, như thế này là mình thấy đã rất ổn rồi. Không biết là nàng tiên bướm hồng và tiên bướm vàng đã chuẩn bị xong chưa ta? Con nhỏ tiên bướm hồng thật là đáng ghét, mình thật là ganh tị với nó. Coi nè, nguyên một bàn sinh nhật chắc chắn là tiên bướm xanh đã chuẩn bị cho nó mà. Mình không biết bao giờ mới được như nó nữa. Coi kìa, đồ ăn thức uống, trời ơi, mình thiệt là ganh tị quá đi. Được thôi, bây giờ hả, mình sẽ trở thành một người nhân vật chính của buổi tiệc. Chiếc đầm ở giữa này, chiếc đầm này là chiếc đầm mà nó mặc để tham dự buổi sinh nhật của nó. Nó đã chuẩn bị từ rất lâu. Bây giờ mình sẽ mặc bộ đồ này của nó chăng? Đó, trời ơi, mình cảm thấy mình thật là đẹp. Sao lại xinh như thế này? Mình sẽ đổi thêm một cái hoa vô nữa. Wow, và trong buổi tiệc này chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ mình là nhân vật chính rồi. Mình quá xinh đẹp và bộ đồ này cũng phù hợp với mình nữa. Wow, trời ơi, cái bàn tiệc này chắc chắn là do tiên bướm xanh đã chuẩn bị cho mình mà. Cô ấy thật là tốt với mình, cô ấy lúc nào cũng tốt với mình hết. Thôi, mình hãy đi thay đồ để chuẩn bị mới được. Ủa, bộ đồ của mình đâu rồi ta? Bộ đồ mình đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ đợi đến ngày hôm nay để mặc mà lại không còn nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Ủa, tiên bướm hồng, tại sao cô không đi thay đồ đi mà lại còn ở đây khóc lóc? Đúng rồi đó, tại sao cô không đi thay đồ đi? Sinh nhật của mình mà còn ở đây khóc lóc lè bè, thiệt là mắc mệt hả? Hay. Nhưng mà tại sao tôi nghĩ ở trên kia treo còn một bộ đồ xấu xí vậy, dẫn mắt cô mặc bộ đồ đó nha. Sinh nhật của mình mà không chuẩn bị đồ, chắc cô định để cho tiên bướm xanh lo hết cho cô hay sao? Tiên bướm xanh hả, đã chuẩn bị nguyên một bàn tiệc như vậy rồi, tôi còn phải ganh tị. Ơ, tiên bướm hồng, bộ đồ kia sao mà giống của tôi quá vậy? Nè nè, đừng có quá đáng nha. Bộ đồ này là tôi chuẩn bị từ rất lâu để dự sinh nhật của cô đó. Nè, không có nói bừa nha. Nói á thì nói cho đàng hoàng, tôi không có ăn cắp đâu nha. Nhưng rõ ràng bộ đồ đó chính tay tôi may cách đây 2 tháng chỉ để mặc trong buổi tiệc ngày hôm nay thôi mà. Tôi treo ở đó, ở đây chỉ có ba chúng ta, thì tại sao nó lại mất được cơ chứ? Bấm xanh ơi, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không có đồ để mặc rồi. Đúng là đáng đời. Lần này hả, không có tiệc sinh nhật sinh nhật gì đâu, và buổi tiệc hôm nay sẽ là của mình. Mình thật là xinh đẹp.
Ủa nè, bấm vàng, cô có lấy bộ đồ của bấm hồng không thì mau trả lại đi. Nếu không lấy thì tại sao bấm hồng lại nói là cô lấy? Nè, bấm xanh, đừng có quá đáng nha. Bình thường tôi thấy cô hả, cái gì cũng hả thiên vị cho bấm hồng hết. Tôi cũng là bạn của cô mà, vậy mà cái gì tốt đẹp cô cũng đều hả dành cho nó hết. Còn tôi thì chẳng được cái gì hết. Bộ đồ này là của tôi. Ai làm cho tôi ăn cắp của cô ấy hả? Và buổi tiệc sinh nhật hôm nay, tôi chính là nhân vật chính. Tại vì bấm hồng bây giờ không có đồ đẹp nữa, người ta nhìn vô người ta không biết bấm hồng là chủ của buổi sinh nhật này đâu. Thôi thì hay là bấm hồng để dịp khác đi, coi như buổi sinh nhật này là của tôi. Bây giờ phải làm sao hả bấm xanh? tôi đã chuẩn bị và chờ ngày này từ rất lâu rồi. Thôi được rồi, bấm hồng đừng có khóc nữa, đợi tôi xíu. Đáng lẽ ra phần quà này tôi định tạo bất ngờ cho cô á, nhưng mà thôi, bây giờ tôi sẽ lấy ra cho cô mặc luôn. Đây là món quà mà tôi chuẩn bị từ trước cho cô á. Đợi tôi xíu nha. Cái gì? Còn quà nữa hả? Đã chuẩn bị một bàn tiệc to như thế này rồi mà còn dành quà riêng cho nó. Nó đúng là có phúc thiệt mà. Thiệt là tức quá đi. Ba đứa đều là bạn, tại sao cái gì tốt đẹp cũng đều dành cho nó thôi chứ. Thiệt là không thể chịu được mà. Đây nè, đây là chiếc cằm mà tôi chuẩn bị cho cô á, làm quà sinh nhật. Tôi cảm thấy là hả, chuẩn bị bàn tiệc này chưa đủ lắm. Tại vì cô là một cô gái tốt bụng. Từ lúc tôi về đây sống chung với ba người thì cô là người luôn luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Cho nên là những cái điều tốt đẹp tôi đang dành cho cô á, cho nên là ai cũng đừng có phân biệt hết trơn á. Wow, chiếc cằm thật là xinh đẹp, đẹp gấp mấy lần chiếc cằm của tôi luôn á. Tôi thật là hạnh phúc, tôi không ngờ là cô lại tốt với tôi như vậy. Thầy chính cô cũng tốt với tôi mà. Thôi đừng nói nhiều nữa, trễ rồi mọi người, và cũng sắp đến rồi, cô mau thay bộ đồ này đi. Trời ơi, công nhận bộ đồ đó đẹp thiệt. Mình tức quá, biết vậy mình không trộm bộ đồ này rồi, mình sẽ lấy bộ đồ đó của nó. Là bây giờ mình có trộm đồ của nó, mình cũng không xin bằng nó. Thiệt là tức quá đi mà. Xong rồi, bấm xanh thấy tôi có xinh không? Bộ đồ này thật là đẹp, đúng là người đẹp gì lụa mà. Tôi không còn xấu xí nữa rồi. Bậy nè, cô nào có xấu xí đâu. Bây giờ cô hả, cô đã đẹp sẵn rồi, cô chỉ phát mà một bộ đồ nữa thì cô đẹp hơn thôi. Công nhận bộ đồ này thật là phù hợp với cô, không uổng công tôi đã chuẩn bị từ trước. Có gì đâu mà đẹp chứ. Xấu thì mà cái gì cũng xấu thôi. Lo mà giữ bộ đồ đó cho cẩn thận, không thì mắc nữa đó. Nè, bấm vàng đừng có quá đáng nha. Nếu cảm thấy không tham dự được buổi sinh nhật này thì đi về đi, đừng có ở đây mà nói những lời khó nghe đó. Tôi là tôi nhịn cô từ nãy tới giờ nghe chưa. Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Hôm nay là sinh nhật của tôi mà, hai người có thể làm quà được không? Ai mà thèm làm quà với hai bà chứ. Tôi không thèm, tôi chả cần buổi sinh nhật này đâu. Tôi đi đây. Thôi kệ cô ấy đi, rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ nhận ra những việc sai của cô ấy làm mà. Và thế là câu chuyện buổi sinh nhật của nàng tiên bấm hồng đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và xong, khi mà theo dõi xong câu chuyện này thì các em đã biết lý do tại sao nàng tiên bấm xanh luôn luôn tốt với tiên bấm hồng mà lại không thích tiên bấm vàng nha. Còn đến đây thì chị phải bye bye và hẹn gặp lại các em ở những video sau nhé.